Chào mừng các bạn đã quay đến với bản tin châu bóng đá ngày 12 tháng 6. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin châu đáng chú ý sau. Huấn luyện viên Gong, U23 Việt Nam sẵn sàng tấn công trước Ả Rập Xê Út. Cho dù bị hoài nghi không ít trước khi giải đấu diễn ra nhưng cho đến hiện tại, có thể nói, huấn luyện viên Gong đã đặt những dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân tại đội tuyển U23 Việt Nam. Thử thách tại tứ kết của U23 Việt Nam sẽ là U23 Ả Rập Xê Út, đội bóng đang thi đấu ấn tượng khi đứng đầu bảng D. Với thành tích 2 thắng, 1 hòa và họ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử U23 châu Á đi tiếp mà không để lọt lưới ở vòng bảng. U23 Ả Rập Xê Út thực sự rất mạnh, họ đã vào tứ kết với thành tích không để lọt lưới. Vì vậy, U23 Việt Nam sẽ phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Khi tôi còn làm việc ở Hàn Quốc hay Indonesia, tôi từng đối đầu với Ả Rập Xê Út nên hiểu rõ về họ. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể, huấn luyện viên Gong Ho-kyun chia sẻ trong buổi họp báo trước trận. U23 Việt Nam hiện chỉ có thủ thành Nguyễn Văn Toàn đang gặp chấn thương. Chúng tôi có 22 cầu thủ khỏe mạnh và sẵn sàng cho trận đấu tới. Tôi sẵn sàng sử dụng tất cả các cầu thủ cho trận đấu tới. Tôi cũng chuẩn bị kế hoạch mới nhằm để các cầu thủ phát huy hết khả năng. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng. Tôi nghĩ đội đang chuẩn bị, tập luyện tốt. Ả Rập Xê Út rất mạnh nên chúng tôi tất nhiên sẽ chuẩn bị thật tốt cho hàng phòng ngự. Tuy nhiên, chúng tôi không e ngại đối phương. Chúng tôi cũng sẵn sàng cho phương án tấn công. Ngoài ra, vị chiến lược gia người Hàn Quốc không loại trừ khả năng đá luân lưu nên đã cho các cầu thủ tập luyện. Thủ môn Văn Chuẩn được AFC vinh danh ở hai hạng mục. Theo đó, AFC xếp Văn Chuẩn vào nhóm 5 thủ môn có pha cứu thua ấn tượng nhất vòng bảng. Đó là tình huống diễn ra ở trận gặp U23 Hàn Quốc. Phong độ chói sáng của anh giúp U23 Việt Nam cầm hòa các nhà đương kim vô địch với tỷ số 1-1. Ngoài việc được vinh danh vào top 5 pha cứu thua ấn tượng nhất vòng bảng, Văn Chuẩn còn có một thống kê độc đáo khác. Tổng hợp tất cả dữ liệu sau vòng bảng, Văn Chuẩn đang là thủ môn duy nhất có phạm vi hoạt động lên tới vòng tròn giữa sân. Cụ thể ở trận đấu với U23 Malaysia, anh đã có 8 lần chạm bóng và 5 đường truyền thành công ở giữa sân. Sau khi Văn Toàn gặp chấn thương ở trận gặp Thái Lan, Văn Chuẩn đã trở thành sự lựa chọn số 1 trước khung thành của U23 Việt Nam. Chuẩn đang chứng minh rằng sự lựa chọn của thầy Gong là rất chuẩn với những pha xử lý cực chuẩn của mình. Real Madrid chiêu mộ Aubameyang thành công với giá 100 triệu euro. Trang chủ của Real Madrid đã thông báo về việc hoàn tất vụ chuyển nhượng với Aubameyang. Mức giá của thương vụ này là 100 triệu euro, 80 triệu euro trả trước cộng 20 triệu euro phụ phí. Aubameyang đến sân Bernabeu theo hợp đồng có thời hạn 6 năm. Aubameyang cũng nhận được sự quan tâm của PSG và Man United nhưng tất nhiên, ai mà chả muốn đá cho nhà vô địch Champions League. Vậy nên anh đã chọn Real Madrid. Aubameyang là nhân tố quan trọng giúp Monaco giành vị trí thứ 3 ở League 1 mùa này. Ở mùa giải vừa rồi, anh đã thi đấu tổng cộng 50 trận cho Monaco. Ở tuổi 22, anh đã là mẫu tiền vệ chiến thuật mà tất cả các huấn luyện viên đều mơ ước. Có phong cách tương tự như Casemiro nhưng anh thích tiếp xúc với bóng thường xuyên hơn cầu thủ người Brazil. Chelsea chia tay thêm 4 cầu thủ. Mùa hè tới, mùa chuyển nhượng tới và mùa chia tay cũng tới. Đã có một số cầu thủ được Chelsea giải phóng sau khi hết hạn hợp đồng. Trong số những cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách là Andreas Christensen, Danny Drinkwater và Charlie Musonda. Trong số này, Christensen là người thường xuyên được đá chính nhất ở đội 1. Anh đã giành 6 danh hiệu cùng The Blues bao gồm cả Champions League. Anh kết thúc 10 năm gắn bó với Chelsea và dự kiến sẽ gia nhập Barca. Đối với Drinkwater, anh chỉ ra sân vỏn vẹn 23 lần trong thời gian ở Stamford Bridge. Bản thân uống nước đã mô tả vụ chuyển nhượng trị giá 35 triệu bảng là một quyết định sai lầm. Trong khi đó, Musonda gia nhập học viện The Blues vào năm 2013 và là một phần của các đội trẻ đã giành được một số giải thưởng bao gồm FA Youth Cup và U21 Premier League. Tiền vệ tấn công này chỉ có 7 lần ra sân trong đội 1. Phần lớn thời gian anh được cho mượn hoặc chỉ ngồi dự bị do thường xuyên gặp chấn thương. Ten Hag gửi email thiết quân luật, mùa thi cử bắt đầu. Ten Hag đã gửi cho các cầu thủ của đội 1 MU bức email trong đó ông nhắc tất cả rằng bóng đá là môn thể thao đồng đội và không có cá nhân nào là số 1. Ai cũng có thể bị loại nếu để cái tôi quá cao lên đầu. Nói thì dễ lắm nhưng kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, phong thay đồ của Man United luôn loạn như cao cào. Cầu thủ lườm huấn luyện viên, cầu thủ cãi nhau đánh nhau, huấn luyện viên bóc phốt cầu thủ bóc phốt ngược lại huấn luyện viên, cứ như cái chợ vậy. Trong email, Ten Hag muốn các cầu thủ tập luyện với cường độ cao để mỗi buổi tập giống như một trận đấu thực thụ. Nếu không, họ sẽ phải rời MU. Họ sẽ phải tập đi tập lại cho tới khi thành thục. Nếu họ không làm được, Ten Hag sẽ thay họ bằng những cầu thủ trẻ tiềm năng. Để xem Ten Hag về thế nào, chứ mấy ông tướng MU thì khó bảo lắm. Cũng may là thanh niên Pogba ra đi rồi đấy. Bản tin ngày hôm nay xin phép kết thúc. Hãy nhớ like, share, đăng ký kênh và rung nút chuông. Xin cảm ơn.